Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Trung Quốc bắn đạn thật, hỏa lực mạnh uy hiếp Việt Nam. Quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận bắn đạn thật ở khu vực gần bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi gần sát với đảo Hải Nam, truyền thông nước này đã tường thuật như vậy. Một cuộc tập trận diễn ra tại vùng cửa ngõ đi vào Biển Đông bắt đầu hôm thứ Bảy giữa lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có chủ đề tranh chấp Biển Đông và Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Kênh truyền hình Hoàn Cầu thuộc truyền hình quốc gia Trung Quốc của hôm 25 tháng 7 đăng một đoạn video nói nội dung các cuộc chiến đấu cơ thuộc lữ đoàn không quân trong lực lượng hải quân của Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam bắn đạn thật xuống mục tiêu trên biển. Đây là hình ảnh nhóm tàu chiến sân bay Liêu Ninh trong một cuộc tập trận. Bản tin của Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói việc tập trận nhiều khả năng sẽ gồm các hoạt động không đối hạm và không đối không của các chiến đấu cơ quân đội Trung Quốc. Chuyên gia này cũng hy vọng rằng đây sẽ là lần tập trận chung với sự tham gia của các binh chủng khác nhau, trong đó có hải quân và pháo binh, với việc sử dụng các hệ thống phòng không bằng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Tin cũng cho hay lần tập trận này sẽ diễn ra trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ từ thứ Bảy đến thứ Hai tại một vùng biển rộng lớn hình chữ nhật ngoài khơi bán đảo Lôi Châu. Giai đoạn 2 từ thứ Ba tới ngày 2 tháng 8 ở khu vực nhỏ hơn, hình tròn với bán kính 8 km nằm bên trong vùng biển, theo thông báo của quân đội Trung Quốc. Thông báo cho biết cuộc tập trận sẽ bao trùm một khu vực rộng lớn và được thực hiện với loại đạn có sức công phá mạnh mẽ. Quân đội Trung Quốc cấm mọi hoạt động tàu thuyền dân sự đi vào khu vực này cho tới khi tập trận kết thúc. Và Trung Quốc gần đây đã liên tiếp có các cuộc tập trận ở Biển Đông, gồm đợt thao diễn bắn đạn thật của máy bay ném bom thuộc Hải quân của Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam, Quân Giải phóng Trung Quốc. Máy bay ném bom diễn tập tuần tra ban đêm trên biển trong các ngày từ 20 đến 22 tháng 7 năm 2020 và máy bay chống tàu ngầm diễn tập vào hồi đầu tháng 7. Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn các thông cáo báo chí của quân đội Trung Quốc nói như vậy. Và cuộc tập trận mới nhất diễn ra vào lúc quân đội Mỹ có những hoạt động mạnh mẽ ở Biển Đông. Hoa Kỳ hồi đầu tháng đã triển khai hai hàng không mẫu hạm cùng với đội tàu hộ tống, tàu chiến tiến vào Biển Đông và gửi máy bay do thám vào khu vực. Tuần trước, lần đầu tiên, Washington đã bác bỏ các đòi hỏi trên biển của Trung Quốc đối với Biển Đông, nơi mà nhiều nước khác khu vực, trong đó có Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền. Đây là hình ảnh máy bay do thám E-8C của Mỹ đã xuất hiện gần bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 17 tháng 7 năm 2020. Theo thông tin trên trang tweet từ Sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Bắc Kinh chia sẻ. Máy bay trinh sát của Mỹ hiện diện kỷ lục trên Biển Đông. Theo một viện nghiên cứu của Trung Quốc, máy bay trinh sát của Mỹ đang được triển khai nhiều đến mức kỷ lục ở bờ biển Trung Quốc và Biển Đông. Viện nghiên cứu tình hình chiến lược Biển Đông cho biết, chỉ riêng tuần trước, nhiều máy bay trinh sát E-8C của không quân Mỹ đã bị phát hiện trong phạm vi 100 hải lý của bờ biển Tây Nam tỉnh Quảng Đông trong 4 đợt riêng biệt khác nhau. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, viện này của Trung Quốc cũng công bố một bản thu âm cho thấy điều dường như là lời cảnh báo từ Hải quân Trung Quốc đối với một máy bay quân sự của Mỹ để yêu cầu máy bay này chuyển hướng, nếu không sẽ bị ngăn chặn. Hiện chưa rõ máy bay trên là loại nào, nhưng nó được cho là đã bay gần bờ biển phía nam của Trung Quốc, phía bắc eo biển Đài Loan, và cũng không có thông tin gì về việc liệu Trung Quốc có triển khai máy bay ngăn chặn hay không. Và lúc này, quân đội Mỹ đang triển khai 3-5 máy bay trinh sát mỗi ngày đến Biển Đông. Trong nửa đầu năm 2020, việc trinh sát trên không của Mỹ tới khu vực này đã bước vào giai đoạn mới với tần suất cao hơn, khoảng cách tiếp cận gần hơn và nhiệm vụ đa dạng hơn nhiều, viện này của Trung Quốc cho biết. Và viện nghiên cứu này cũng đã tiết lộ máy bay Mỹ đã mạo hiểm đến gần một cách bất thường vào không phận của Trung Quốc nhiều lần kể từ tháng 4. Lần gần nhất là vào tháng 5, khi một máy bay P-8A của Hải quân Mỹ được thiết kế cho chiến tranh chống tàu ngầm áp sát gần giới hạn 12 hải lý gần đảo Hải Nam của Trung Quốc. Các số liệu của họ cho thấy máy bay Mỹ thường tiếp cận khu vực cách đất liền khoảng từ 50 đến 60 hải lý, một kỷ lục được thiết lập. Và có đến 50 loại máy bay
từ các căn cứ Mỹ đến Biển Đông trong 3 tuần đầu tháng 7, trùng với thời điểm Mỹ và Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận riêng trong khu vực. Viện này của Trung Quốc cũng cho biết họ thống kê được đến 8 máy bay Mỹ bao gồm các loại như P-8A, EP-3E, EC-135V và KC-135 vào những ngày cao điểm, trong đó có ngày 3 tháng 7 khi tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz cùng với các nhóm tàu tác chiến riêng biệt tiến vào khu vực. Xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã triển khai các máy bay chiến đấu tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp trên Biển Đông, theo Fox chia sẻ. Đây là hình ảnh vệ tinh của hôm 17 tháng 7 cho thấy có ít nhất 8 chiến đấu cơ của Trung Quốc đang đậu trên đường băng của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Ít nhất 4 chiếc trong đó là J-11B, loại máy bay chiến đấu phục vụ cho không quân Trung Quốc và lực lượng hàng không, hải quân Trung Quốc. 4 chiếc còn lại có vẻ tương tự và phù hợp với kích thước của chiếc JH-7, một loại máy bay ném bom chiến đấu chống hạm của quân đội Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết đây là lần đầu xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu nhất tại đảo Phú Lâm, căn cứ quân sự và khu định cư lớn nhất mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại Hoàng Sa. Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng các yêu sách của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp. Động thái này cũng nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân do Hoa Kỳ khởi xướng trên Biển Đông và căng thẳng gia tăng trên toàn khu vực nói chung, theo hãng truyền thông Forbes chia sẻ. Các máy bay được cho là loại J-11B do Trung Quốc sản xuất, biến thể của máy bay chiến đấu Fokker nổi tiếng của Nga, ban đầu được thiết kế với tên gọi là Su-27. Dòng máy bay này tương đương với F-15, được sử dụng bởi không quân Hoa Kỳ. Những chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc đang ở trên đường băng tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, mặc dù thực tế bị Trung Quốc chiếm đóng, nhưng đảo này cũng được Đài Loan, Việt Nam tuyên bố chủ quyền và là một trong nhiều hòn đảo đang bị tranh chấp trong khu vực này. Và Trung Quốc đã tăng cường xây dựng trên Biển Đông trong những năm gần đây và đã triển khai máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tới khu vực này trước đó. Trong một diễn biến khác, máy bay do thám E-8C của Mỹ đã xuất hiện gần bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm 17 tháng 7 năm 2020. Theo thông tin đăng trên trang tweet từ sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc chia sẻ. Trước đó, hình ảnh vệ tinh thương mại từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 25 tháng 6 cho thấy Trung Quốc đã đưa máy móc hạng nặng tới bờ biển phía tây bắc đảo Phú Lâm để nạo vét, bồi đắp, theo hãng truyền thông VN News chia sẻ. Và chiến dịch bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc đã được thực hiện rộng khắp từ năm 2014 cho tới năm 2016 ở Biển Đông, phá hủy môi trường tự nhiên và quân sự hóa các bãi đá và rạn san hô nơi nước này chiếm đóng. Đây là hình ảnh chụp vệ tinh trong ngày 17 tháng 4 và 25 tháng 6 cho thấy rất rõ các hoạt động nạo vét của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đoạt trái phép từ Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1974. 4 căn cứ lớn nhất mà Trung Quốc duy trì ở Biển Đông như đá Subi, đá Chữ Thập, đá Bảnh Khăn và đảo Phú Lâm hầu như không thể nhận ra kể từ khi việc bồi đắp kết thúc vào năm 2017. Đã tạo ra các bến cảng nước sâu, đường băng và nơi sinh hoạt, nhưng việc đào vét quy mô nhỏ vẫn tiếp tục như hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy như vậy. Việc đào vét mới trên đảo Phú Lâm được Trung Quốc thực hiện vào thời điểm nhạy cảm, theo VN News chia sẻ. Hồi tháng 5, Indonesia đã cùng với Việt Nam, Philippines và Malaysia tố cáo Trung Quốc về việc khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông trong một loạt các công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc. Indonesia viện dẫn phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển tranh chấp và khẳng định không một hòn đảo nào của Trung Quốc có thể tạo ra các vùng đặc quyền kinh tế và chúng chỉ là các bãi đá mà thôi. Và gần đây, Trung Quốc đã cố gắng đe dọa Việt Nam về việc hợp tác khai thác dầu trên Biển Đông với một đối tác quốc tế bằng cách đưa một tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. Và hai nhóm tàu tác chiến, tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu 17 tháng 7 năm 2020 nối lại các cuộc tập trận chung hiếm thấy ở Biển Đông. Lần thứ hai trong tháng 7, các siêu chiến hạm Mỹ phối hợp diễn tập trong vùng biển tranh chấp này. Đây là hình ảnh nhóm tàu tác chiến USS Ronald Reagan và USS Nimitz tiến vào Biển Đông vào ngày 6 tháng 7 năm 2020.
hai nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz với tổng cộng hơn 12.000 nhân viên quân sự cùng các tuần dương hạm và tàu khu trục hộ tống đã khởi sự hoạt động ở Biển Đông từ hôm 17 tháng 7. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo như vậy. Và hai nhóm tàu tác chiến sân bay cùng hơn 120 máy bay đã được triển khai đang tiến hành các cuộc tập trận không quân chiến thuật nhằm duy trì khả năng sẵn sàng ứng chiến nhuần nhuyễn trong chiến đấu, thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết.